tại nó rất to xíu đó, tại nó là tại nó là bây giờ chỉ nâng cho nhiệt nhiệt đó, tại nó tại do bao nhiệt phải không? Tại nó bây giờ chỉ nâng tại sao? Tại nó là tại nó những cái lồng đó, tại nó những cái lồng, tại nó có tốt chua, tại nó là tam bát chi, sứ bao nó là gan chè lăng sứ này, giờ nó là cốt gió. Tại vì nó do mà chơi chỉ đập đá nữa, tại nó là chỉ tập chơi nữa, chơi nữa, chỉ tập chơi chỉ đập đá nữa. Còn nó do mà game long, tại nó mà do cái cổ nó tát toàn cho bắn lục sứ, có lọt toàn toàn nó, tại nó cái cổ nó, tại chỗ nó do tám phút chi, thì nó do mà chơi sứ nữa, tại nó là chỉ lăn sứ. À tao tại tao nó có cho đi à có tao nè có được cho nó tao nè một xí một xoài ô trời ơi nó là chỉ nhỏ cái này tao lo à một đồ tay tết chờ à một số cha thôi già nó thế mà cái chỉ nhỏ thế này xí nữa tại cái cổ nó mà chỉ khá ta ta nó cho bắn luôn nó cho nó phải cho bắn luôn nó nè tại nó cái cổ à tại nó mà tại nó cho bắn nhiều quá thì một con dê gì cho nó biết tại nó xí nữa tại sao tại nó chế bắn nhiều tại nó thấy à thì con này thì nó cho chín năng thì con chế này mỗi đồ họ chế nó chỉ biết là cho nó là theo là mỗi đồ tại con chế nó là phải họ nó là như chủ là họ con chế à thì là chỉ đâu cho nó chỉ tàu con chế là tu chế là là chỉ đâu cho cái dòng nó là là cho nó mà ta là chỉ cho ao một xin một số nó phải họ con chế nó là ta được tiền đó chạy như nó tại nó mà có sao thì chưa tại chưa sắp sắp rồi đó tại nó là tại cố nó mà cá được quá cổ nó là tại nó là cá được tiêu rồi tại nó mình cho bắn lưu nữa đọc bé hồ nữa xin đọc bé hồ mà đọc bé say nó sẽ là đọc bé non nữa tại nó sẽ bỏ cá nữa tại nó cá lên cổ liệu quá quá cổ nữa tại nó là chúng chúa thế hả cho nên chỉ tao là sao nữa cho nên chỉ mua giò thế hả cho chỉ mua cá là chuyện gì thế à cho nên chỉ mua giò cò rồi mua giò là chuyện hả cho có cháu nè vô tàu quân chế rồi cho sĩ tôi xin cho rồi đó chưa cho nên chúng thiết co chúng vô co thế này chúng tôi là rồi thế sĩ nó mà chế rồi cho nên nữa cho nên thi rồi cho nên chúng vô co nữa ta tập nó rồi cho nên chúng thiết co co rồi chuột co co rồi thế này xem nó lại bên nó sẽ mà tàu nó cho nên cho tại nó là móng bò tại nó là móng bò tại nó là móng tuần chế đen à tại nó là móng tuần chế đen à cá thịt tiêu rồi chạy ơi, còn đọc pin nó nữa.